cảm ơn tất cả các bạn đã đến với xe máy An Thành Phát. Mình là Huệ. Hôm nay Huệ sẽ cập nhật giá xe, hình thức trả góp và cũng như gói quà tặng của dòng xe Raider trong giữa tháng 5 này ở cửa hàng Huệ. Thì cửa hàng Huệ là An Thành Phát, nằm trên quốc lộ 13, gần ngã tư cổng phụ Mỹ Phước 1, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Thì mình sẽ quay mặt tiền tí xíu để cho các bạn có ý định đến tham khảo xe có thể biết rõ hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật luôn giá xe. Hiện tại thì dòng xe Raider bên Huệ đang có giá bán là 51 triệu cho những màu nguyên bản. Giá này thì Huệ báo đã bao gồm thuế VAT rồi nha. Còn về hình thức trả góp á, thì bên Huệ đang hỗ trợ con xe này với mức là không trả trước hoặc là trả trước 2-3 triệu tùy khả năng. Các bạn trả được 50% sẽ lấy được cà vẹt gốc nha. Các bạn nào đủ 18 tuổi, đủ ngày, đủ tháng, chuẩn bị với Huệ là chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái, đến cửa hàng Huệ sẽ hỗ trợ làm hồ sơ nha các bạn nha. Về phần quà tặng á, thì bên Huệ hiện tại đang tặng cho mình là một nón mô tô phân khối lớn, một áo mưa, một móc khóa và một bộ ly các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về màu độ xe Raider bên Huệ nha. Thì đây là màu xanh đen nha các bạn. Đây là màu xanh đen nhưng mà mọi người thường hay gọi là màu xanh cá mập. Đây, có hình con cá mập. Đây là màu xanh đen. Đây là màu vàng đen nha các bạn. Màu này thì có thiết kế rất là nổi trong đám đông. Mình thấy là hiện tại là những cái bạn trẻ rất là thích cái bản này. Còn đây là màu xanh trắng nha các bạn. Đây là màu xanh trắng và đây là màu nguyên bản. Đây là màu nguyên bản. Hiện tại ở cửa hàng Huệ thì có rất là nhiều màu độ và cả màu nguyên bản luôn. Bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm á, thì cứ việc liên hệ trực tiếp số điện thoại Huệ có trên góc trái màn hình để Huệ có thể tư vấn cụ thể hơn. Vừa qua thì Huệ đã cập nhật giá xe, hình thức trả góp cũng như số tiền trả trước và gói quà tặng của dòng xe Raider trong giữa tháng 5 này ở cửa hàng Huệ. Bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì các bạn có thể để lại số điện thoại thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp Huệ qua số điện thoại có trên màn hình. Qua clip này, nếu các bạn thấy hay thì cho Huệ xin một like và một đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật giá xe vào thời gian tới các bạn nha.